Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta tìm hiểu một vài điểm chung chung có liên quan về lễ ngủ để cho chúng ta có một cái ý niệm khái quát. Bây giờ là một cái phần thứ hai, khi mà trình bày về cái lộ ngủ đó thì cũng trình bày chung, và sau đó chúng ta sẽ tách riêng ra cái lộ ngủ này đó gồm có bao nhiêu phần. Thì như chúng ta biết đó, khi mà diễn tả về một chúng sanh, về một con người thì có nhiều cách nói. Cái cách nói thông thường trong cái đời sống thế gian thì chúng ta nói người đàn ông, người đàn bà. Chúng ta nói đây là người nam, người nữ. Chúng ta nói đây là người già, người trẻ, người mập, người ốm, người giàu, người nghèo, người thông minh nhiều, người thông minh ít, người ở giai cấp này, giai cấp khác, dần dần thiên hình dạng trạng trong cái cách mà chúng ta nói về một cái chúng sanh là con người. Thì tất cả những cái tên gọi mà chúng ta vừa biết đó thì nó sẽ phân biệt theo giới tính, phân biệt theo tuổi tác, phân biệt theo phước báu, dần dần. Thì đó có nhiều tên gọi. Nhưng đây là tất cả những cái tên gọi đó nó đều mang tính chất quy ước, và nó là một cái hiện tượng pháp, tức là một cái pháp thế gian, nó nói lên một cái sự thật quy ước trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng cách nói trong giáo pháp của Đức Phật thì có rất là nhiều cách nói, và những cái cách nói này đều thể hiện cái pháp chân đế, để chúng ta nhìn ra đằng sau những cái hiện tượng đó thì cái gì là cốt lõi để chi phối. Và cho nên khi nói về con người thì Đức Phật nói năm uẩn. Năm uẩn này đó có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trong cái sắc uẩn này nó thuộc về sắc pháp, còn bốn cái còn lại thuộc về danh pháp. Như vậy khi nói về con người thì nói về danh pháp và sắc pháp, đó là một cái cách nói. Bây giờ một cái cách nói nữa là nói về uẩn rồi chúng ta nói xứ, nói giới. Thì các căn là xứ, các căn cũng gọi là giới. Và như vậy đó thì chúng ta còn chia ra là sáu căn và sáu trần. Tức là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu trần là sáu cái cảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, sắc cảnh pháp, vân vân. Đó là những cách nói. Như vậy khi mà đọc trong kinh điển thì chúng ta sẽ thấy cái cách trình bày trong kinh điển đó là nhìn một cái chúng sinh đó dưới cái dạng chân đế, và có nhiều cách miêu tả khác nhau. Để mỗi một cách miêu tả đó thì chúng ta sẽ thấy cái chân đế đó hiển lộ ra từng cái góc độ của nó. Và hôm nay khi mà chúng ta học về cái quy trình diễn tiến hoạt động của tâm thức thì chúng ta sẽ thấy rằng là nơi cái sắc pháp của chúng ta đó, tức là một con người, hay còn gọi là một cái chúng sinh, thì cái kết hợp của nó là gồm có sắc pháp. Và danh pháp. Cái sắc pháp này đó, nó hiển lộ trong sắc thân của mỗi người. Trong sắc thân này đó thì nó có 27 sắc pháp. Để mỗi người đấy. Vì vậy khi nói sắc thân của mỗi người thì những cái mà nó thuộc về cái hoạt động để nó khởi lên cái danh pháp là gồm có tâm và sở hữu tâm. Thì để cho cái hoạt động của cái danh pháp mà tâm và sở hữu tâm có cái điều kiện phát sinh lên đó thì nó phải có một cái nơi chốn để nó nương tựa vào đó mà nó hiển lộ ra.
Thì những cái nơi vốn đó là cái sắc thân này nè, nó biểu hiện bằng năm cái cửa. Đó là cái cửa mà thuộc về mắt, cửa thuộc về tai, cửa thuộc về mũi, cửa thuộc về lưỡi và cửa thuộc về thân. Và khi nói những cái cửa này thì chúng ta nói ngay đến cái phần cấu tạo chính của nó, cốt lõi của nó, cái nền của nó, tức là các sắc thần kinh. Như vậy khi một cái tâm thức hoạt động thì những cái tâm thức này, cái phần danh pháp này nè, nó hoạt động và nó lui tới trên cái sắc thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở đây vậy. Và mỗi một cái cửa này, mỗi một cái căn này, thì khi nó mở cửa thì nó gọi là môn. À, cho nên khi mà chúng ta nói lộ ngũ hay là lộ ngũ môn, tức là cái lộ năm môn, và cái tên của nó sẽ lấy cái tên của những cái cửa này, môn. Như vậy thì chúng ta năm trong cái lộ ngũ này thì chúng ta có năm, như chúng ta vẫn thường biết rồi đó. Như vậy cái lộ thứ nhất là lộ nhãn môn, lộ thứ hai là lộ nhĩ môn, lộ thứ ba là lộ tỷ môn, lộ thứ tư là thiệt môn, và lộ thứ năm là thân môn. Như vậy cái lộ ngũ thì nó có tất cả là năm lộ. Và như vậy những cái hoạt động đó nó đi nơi môn. Và khi nó hoạt động nơi sắc thần kinh này đó thì nó gọi là vật. Cho nên chúng ta có nhãn vật, chúng ta có nhĩ vật, chúng ta có tỷ vật, chúng ta có thiệt vật và chúng ta có thân vật. Và khi nào nó đang hoạt động trên cái sắc thần kinh này. Như vậy, tâm rất là trừu tượng và chúng ta khó mà nắm bắt, khó mà thấy nó. Nhưng mà chúng ta có thể biết nó. Chúng ta biết nó cũng như chúng ta nói thế này, chúng ta không có thể nào gặp được cái người đó, nhưng mà chúng ta biết người này hay đi trên con đường nào, thì chúng ta đón cái người đó nơi con đường đó thì chúng ta biết. Thì cái con đường mà nó đi qua cái nhãn môn thì tâm nó đi qua nhãn môn, tâm đi qua nhĩ môn, tâm đi qua tỷ môn, tâm đi qua thiệt môn và tâm đi qua thân môn. Thì đó là năm cái cửa mà tâm thường lui tới. Hay nói rõ hơn, đây là năm cái cửa mà tự nơi đây thì tâm thức phát sanh và tâm thức diệt cũng tại nơi đây. Như vậy để hiểu về những cái hoạt động tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó khởi sanh nơi cái nhãn môn và nó hoạt động nơi cái nhãn vật, tức là hoạt động nơi sắc thần kinh. Ở đây cũng vậy, thì khi cái nhãn môn này nó mở cửa thì cái hoạt động của tâm thức sẽ diễn ra sắc thần kinh. Và nhiều lần sư cô cũng có miêu tả để chúng ta có thể hình dung ra là điện khi nó hoạt động thì nó nương vào cái lõi của dây điện. Cái vỏ bọc mũ bên ngoài đó nó giống là cơ quan của mắt, cơ quan của tai, cơ quan của mũi, cơ quan của lưỡi, vân vân. Thì cái thần kinh mũi, thần kinh mắt, thần kinh tai vân vân, nó là cái lõi động ở bên trong. Nhưng mà khi nó ở một cái thế tĩnh tại, một cái thế thụ động, thì nó chỉ là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi. Chỉ khi nào nó hoạt động, tức là khi nào tâm thức xuất hiện nơi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì chừng đó đó thì cái dòng tâm thức thuộc về cái ngũ môn này nó sẽ có cái sự hoạt động của nó. Thì như vậy cái sự sống của một chúng sinh thì nó phối hợp
do cái hoạt động của cái danh pháp và sắc pháp nương tựa với nhau. Như vậy sắc thân này là một cái phương tiện để cái dòng tâm thức hiển lộ. Cái hoạt động mà sinh tử diễn ra và tạo thành một cái dòng sống đó, thì nó không ngưng nghỉ. Sắc pháp này nó cũng là cái hoạt động sinh tử không ngừng nghỉ, nhưng nó có gián đoạn và nó bị hủy hoại lâu dài. Ví dụ chúng ta sinh ra và đây là chết đi, thì trong cái kiếp sống này, cái sắc thân này khi sinh ra nó chỉ là một cái phần nhỏ, mà nó nhỏ hơn là một cái hạt xương mà nó đậu trên, nó bám vào con cái lông mao của một cái con vật mà nó có lông mao mịn nhất. Thì khi nó hoài thai đó thì nó nhỏ như thế, rất là nhỏ, cho đến khi trở thành cái con người 100 kg chẳng hạn, thì cái sự phát triển này nó cũng đi trên con đường sinh diệt. Cứ 17 sát na là một cái sắc pháp sinh và diệt, thì cái sự sống nó bao gồm được. Nhưng mà đến cái sát na tử này này, thì cái thân xác này đã không còn sử dụng nữa, bị tiêu hủy luôn, bỏ luôn. Nhưng mà cái đời sống của tâm, tức là của danh pháp, là cái con đường luân hồi. Chúng ta luân hồi bằng tâm quả, hay còn gọi là thức quả. Chúng ta không luân hồi bằng sắc pháp. Dẫu sắc pháp này có đẹp đẽ bao nhiêu, có hữu dụng bao nhiêu, thì khi một cái sát na tử mạnh mẽ nhất của nó chấm dứt cái hơi thở rồi, thì tất cả đều hủy hoại hết. Và cái hoạt động của nó nằm trong đất nước gió lửa, nó lại trở về cái cơ bản thuộc về vật chất của nó, là nó nằm trong tứ đại, nó hoạt động theo tứ đại mà thôi. Và cái con đường luân chuyển của nó là con đường luân chuyển của tứ đại, nó không còn là con đường luân chuyển thuộc về tâm thức nữa, hai cái nó tách rời ra. Cũng như cái dòng điện khi cắt rồi, thì cái dây điện đó, thì cái dây điện nó thuộc về hai phần, một phần nó là kim loại và một phần nó thuộc về mũ. Và mũ thì người ta có thể nấu lại để người ta tái chế về mũ, là cái kim loại này người ta có thể nấu, người ta tái chế là cái khác. Thì hai cái đó nó đi theo cái dạng của nó. Còn cái dòng điện thì nó đủ điều kiện có mặt, không đủ điều kiện không có mặt. Cho người ta lấy điện từ nhiều nguồn khác nha. Nguồn là bằng sức gió mặt trời, ta cũng thể lấy điện. Bằng cái sức mạnh của cái thác nước, người ta vẫn có thể lấy điện. Bằng cái sức mạnh của hạt nhân, người ta vẫn có thể lấy điện, vân vân. Đó là cái nhiều nguồn, thì đó có những cái điều kiện, những cái yếu tố hội tụ nó, thì nó sẽ có mặt. Và khi xuất hiện, nó phải xuất hiện trên cái dây điện. Thì một cái chúng sanh, khi mà cái tâm thức của chúng sanh đó nó thuộc về một cái vật chất mịn, nó thuộc về cái cấu tạo của nó là tâm và tâm sở, nó vận động như thế. Thì khi mà nó thoát ra khỏi một cái sắc thân là con người đây, là một con chó đây, một cái con cua đây, một con ếch đây, một con dế đây, vân vân, thì nó sẽ đi trong cái hoạt động có cái tính chất quy luật thuộc về tâm thức của nó. Và khi nó tụ hội lại, nó tụ hội lại là do quyết định của tâm, do quyết định của danh pháp này mà nó tạo ra cái sắc pháp mới. Còn sắc pháp mà đã hủy hoại rồi, không tái tạo lại được thành một cái sắc pháp mới là con người, không có trở lại như thế. Mà nó dùng cái tâm pháp này để nó tạo nên một cái sắc pháp mới. Cho nên là Phật giáo nói thế này,
là cái tâm, là danh pháp này, là cái trừu tượng này. Cái thượng tầng kiến trúc đây nó quyết định cái hạ tầng cơ sở, là cái sắc thân con người. Nhưng chúng ta thấy tâm tục sinh, khi mà nó phối hợp và tinh cha quyết mẹ thì nó sẽ hình thành một cái sắc thân mới. Còn cái học thuyết của Marx Lenin thì nói rằng là vật chất quyết định tinh thần. Hai cái này trái nha. Và khi người ta nói nhất thiết chi tâm tạo, chuyện đó mới đúng có một phần. Tại vì người ta nói rằng danh pháp này rồi quyết định cái sắc pháp mới nói có một phần. Còn cái phần cốt lõi của nó là danh pháp này nó cũng có đầy đủ điều kiện nó mới có mặt. Chứ nó không tự nhiên có mặt. Như vậy các pháp của nó là do duyên hợp, nó đầy đủ các cái điều kiện, nó đầy đủ cái duyên của nó thì nó có mặt. Không đủ duyên không có mặt. Như vậy tất cả những cái trạng thái tâm thiện hay bất thiện trong tâm của chúng ta khởi sanh lên là đều khởi sanh có điều kiện. Và khi nó khởi sanh như vậy thì nó hoạt động nơi cái môn của nó, nơi cái vật của nó, trên cái sắc thần kinh này, và nó sẽ điều khiển toàn cái sắc thần. Và nó làm biến đổi, làm nên cái sự vận hành của cái đời sống mà chúng ta cứ ngỡ rằng giữa tâm và thân chúng ta là một, nhưng thật ra nó là hai. Và nó có cái sự phối hợp nhịp nhàng, bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả từng tế bào trong cái cơ thể chúng ta, kể cả cái cấu trúc trong cái cơ thể của chúng ta đây, đều là quả của nghiệp. Mà quả của nghiệp nó thuộc về danh pháp, nó không thuộc về sắc pháp. Vì vậy điện mượn cái dòng dây điện để thể hiện. Cái đời sống tâm thức của chúng ta nó mượn cái sắc thân này để thể hiện. Vậy thì kiếp chó cũng thể hiện một sự sống về tâm linh, kiếp người cũng thể hiện một sự sống về tâm linh. Cái mà làm cho chúng ta tiến hóa là ở chỗ đó, mỗi một cái kiếp sống này nè, thì chúng ta sống như thế, chúng ta học được cái gì? Học được cái gì về tâm linh? Cuộc đời dạy cho chúng ta luôn luôn phải học hỏi, học mãi, học không ngừng. Nhưng có hai cái học. Một cái học để thích ứng với đời sống, để thành công với đời sống. Gọi là thành công ở đời là một cái học mà đa số chúng sinh đều miệt mài vào trong đó. Còn một cái học thứ hai là một cái học về tâm linh. Mỗi một cái biến cố nó xảy ra làm rúng động tâm thức chúng ta, tạo nên một cái dòng tâm thức mới trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì chúng ta có nhận ra nó là cái gì không? Bài học kinh nghiệm gì mà chúng ta học từ nơi đây? Những đau khổ và những hạnh phúc chúng ta học được gì? Nếu chúng ta học được thì chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta học không được, không nhận ra đó là những cái bài học, thì chúng ta đây đó vùi cái cuộc sống chúng ta trong thế gian pháp. Chúng ta đi mãi trên cái đường đời và đi không bao giờ hết. Đường luân hồi cứ thế mà chúng ta đi. Không nhận thức rõ, không ý thức rõ. Đi trong cái mênh mông của cái đời sống. Và cái này Đức Phật gọi là vô minh. Cho nên đôi khi chúng ta tự hỏi, sáng ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, xúc miệng, thể dục thể thao, ăn sáng xong đi làm, rồi tới giờ nghỉ ăn cơm, nghỉ ăn cơm rồi làm rồi nghỉ, nghỉ rồi về làm việc nhà, rồi đi ngủ, rồi nói qua nói lại, trao đổi tới lui, buồn vui, giận hờn, rồi hoan hỷ, rồi hy vọng vân vân, tất cả cuộc đời chúng ta tái lập bao nhiêu đó, mỗi ngày, ngày qua ngày tái lập bao nhiêu. Nhưng chúng ta có ý thức không? Nếu chúng ta có ý thức thì chúng ta sẽ làm cho
sáng rỡ cái đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta không ý thức thì chúng ta sống trong vô minh. Và như vậy cái gì nó sẽ vận hành trong nội tâm của chúng ta? Đó là hai cái luồng nghiệp vận hành trong nội tâm chúng ta. Bây giờ đây chúng ta sẽ học qua về cái lỗ ngũ này để chúng ta thấy. Mỗi lần mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân cho ta xúc chạm, thì cái dòng tâm thức này nó sẽ hoạt động ra sao, để chúng ta thấy biết rõ và chúng ta nhận định ra được cái đời sống của chúng ta là gì. Còn nếu chúng ta, nếu không thì chúng ta vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn có mặt trên đời này, rồi ra đi rồi trở lại, chúng ta mang không biết bao nhiêu những cái hình hài mới. Nhưng mà để ý thức rõ nó thì chúng ta đã làm được bao nhiêu trong cái đời sống của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta trở lại cái phần cơ bản mà sư cô đang nói về cái khái niệm về cái lộ ngũ. Khái niệm về cái lộ ngũ này đó, thì chúng ta nói cái lộ ngũ như lần trước sư cô nói, đó là một cái quy trình. Khi mà nói quy trình là nó đi một cái trật tự, quy trình diễn tiến, tức là nó diễn ra và nó chỉ có tới chứ không có lùi. Như vậy khi mà nói một cái quy trình thì nó phải hoạt động có trật tự, và nó diễn tiến là nó đi tới, nó không đi lùi. Của tâm. Mà cái đây là cái quy trình diễn tiến hoạt động của tâm thức thông qua năm môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Sư cô cũng nói trước đó, là trong cái phần mà chúng ta học về các cái lộ đây đó, là cái những cái bài học mà chúng ta đó có những cái từ ngữ, có những phần chúng ta lặp đi lặp lại hoài. Làm sao mà để cho tất cả chúng ta đây nhớ thật là nhuần nhuyễn, thật là thường thuộc. Bởi vì cái bài này bắt buộc phải nói như vậy, phải cứ lặp đi, phải cứ lặp lại. Như cái lần trước đó, khi mà vào trong cái phần cái chức năng của tâm á, thì sư cô có nói vậy. Đây là cái phần sư cô chỉ giảng về dục giới thôi, còn sắc giới, vô sắc giới là chưa giảng, siêu thế là chưa giảng. Như vậy ngày hôm nay khi chúng ta học về cái quy trình hoạt động về tâm thức của cái chúng sanh ở cõi dục, chúng ta nắm cái điều cơ bản này. Và sau đó những cái này lặp lại, sắc giới thì cái dòng hoạt động tâm thức ra sao, đặt thiền vô sắc giới thì những cái lỗ tâm này nó hoạt động ra sao, và đối với một cái bậc đã nhập vào dòng thánh thì cái lỗ tâm nó hoạt động ra sao, và như vậy thì nó hoạt động như thế nào mà nó đạt được thiền, và hoạt động như thế nào thì đạt được đạo quả. Chứ không phải như chúng ta đọc sách chúng ta nói chung chung, thấy ai thì cũng đều nghĩ rằng người ta có thể đắc đạo quả, mà mình không biết đắc đạo quả thì trong cái tâm của người này đó, những cái hoạt động mà thuộc về lộ tâm này nó hoạt động ra sao, nó có hết. Cho nên là sư cô nhắc lại lần nữa là những cái điều giảng này chúng ta lặp đi lặp lại không phải để nhàm chán, mà để nắm thật rõ, để khi chuyển qua từ dục giới, qua sắc giới, qua vô sắc giới, qua siêu thế, nó sẽ có khác nhau như thế nào. Để nhìn từ đây, hiểu từ đây, chúng ta có thể thấy rõ cái hoạt động của tâm mình nhiều hơn. Bây giờ khi mà nói đến cái lộ trình hoạt động của tâm á, thì người ta nói đến một cái chữ mà lần trước sư cô có giảng rồi, nó gọi là thời bình nhật. Chữ thời này trong tiếng Pali có nghĩa là kala. Thì chữ thời này đó, như chúng ta thường học để biết về chữ thời đó, là nói về quá khứ, nói về hiện tại và nói về vị lai. Nhưng mà cái chữ thời trong thời bình nhật đây đó là muốn nói đến kiếp sống. Kiếp sống hay còn gọi là cái tuổi thọ của chúng sinh. Kiếp sống của chúng sinh, tuổi thọ của chúng sinh. Còn cái chữ bình nhật này đây đó, nhật ra là hàng ngày. Bình thường trong cái đời sống hàng ngày, ngày qua ngày,
những cái hoạt động tâm thức của chúng ta ra sao, thì nó gọi là thời bình nhật, tức là hàng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta hoạt động ra sao. Thì chúng ta cắt ra làm ba phần, như trước nay chúng ta vẫn biết đó. Đây là cái sát na sinh, nó chỉ có một sát na thôi, và tử này cũng có một sát na thôi. Nhưng mà cái bình nhật, thời bình nhật nó diễn ra nơi đây, nó ở khoảng giữa, và đây, đây là cái tuổi thọ của chúng sinh đó, và đây là kiếp sống. Vậy cái kiếp sống chúng ta bao gồm sinh tử và cái tuổi thọ nằm ở thời bình nhật. Bây giờ chúng ta nói chữ sát na là chúng ta đã học nhiều rồi. Sát na trong tiếng Pali gọi là kha nhá. Thì cái sát na này đó, nó là một cái đơn vị nhỏ nhất mà không thể nhỏ hơn được nữa. Hay chúng ta có thể nói đây là một cái đơn vị về thời gian mà ngắn nhất, không thể ngắn hơn được nữa. Thì nó gọi là một sát na. Như vậy cái tâm chúng ta này sinh rồi nó diệt, nhưng nó có cái sự sống. Sự sống đó là tiếng và vị. Thì cái hoạt động này, tâm của chúng ta nó diễn ra có một sát na mà. Công việc này một sát na. Nó cực nhanh như vậy, cho nên đây là cái phần ôn tập nói lại. Là khi một cái tâm như vậy, người ta có thể có cách nói thứ hai. Đây là cách nói thứ nhất. Cách một. Đây là cách hai. Cách hai, người ta nói sinh, trụ, diệt. Và cách thứ ba là có sinh và diệt mà thôi. Cho nên mới nói là sinh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Sư cô vẫn nói là cái sự sống của chúng ta bao gồm có cả sinh và có cả diệt. Và cái đời sống tâm thức của chúng ta cũng như cái đời sống thuộc về sắc pháp chúng ta là một chuỗi sinh diệt. Khảo sát cái hơi thở của chúng ta thấy sinh diệt. Khảo sát cái tâm chúng ta, sinh lên và diệt, biến đổi không được. Bản chất của nó là vô thường. Vậy tại sao chúng ta nắm giữ? Chúng ta học để biết, và chúng ta vẫn bám vào để đau khổ. Bao giờ chúng ta học để biết đây là vô thường, đây là sinh tử, đây là biến đổi, đây là biến diệt, đây là biến hoại, chúng ta thấy rõ trong từng hơi thở của mình. À, sáng nay tắm rồi chúng ta đưa cái tay lên chúng ta chà đây, chúng ta thấy vẫn có các đất dơ đây. Tế bào chúng ta nó chết đấy, rồi lại sinh ra rồi lại chết đấy, thì rồi vẫn sinh diệt mà. Sự sống và cái chết liền nhau mà. Hơi thở chúng ta sinh ra tại nơi này, và khi nó ra tới nơi này thì nó cũng diệt tại nơi đây. Vậy tại sao ta bám vào? Nếu ta không bám vào, không bao giờ có sự đau khổ. Sự đau khổ phát sanh do chúng ta không thấy rõ bản chất của sắc pháp và danh pháp đều là vô thường, cho nên chúng ta bám vào. Và như vậy đau khổ phát sanh. Và đau khổ kéo dài, đau khổ ở lại mãi cũng chỉ vì chúng ta không chấp nhận vô thường. Vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát, hãy thấy sắc thân này
nó sinh diệt ra sao, hãy thấy cái tâm này hoạt động ra sao. Thì tâm nó hoạt động sinh diệt của nó một sắc na, nhưng mà sắc pháp tâm là một sắc na, nhưng sắc pháp khi nó sinh và nó diệt như vậy đó, từ cái sinh đến cái diệt đây là 17 sắc na. Bây giờ một sắc na thì người ta có hai cái cách tính như thế này, gọi là một chớp mắt. Khi con mắt chúng ta chớp cái thì nó có 1.000 tỷ sát na sinh diệt, tức là 1.000 tỷ sát na tâm sinh lên và diệt, chỉ là cái chớp mắt thôi. Và một giây đồng hồ thì bằng 250 cái chớp mắt. Như vậy một giây đồng hồ 250.000 tỷ tâm sinh diệt. Vậy khi chúng ta làm điều thiện trong một giây đồng hồ, tâm chúng ta thiện, thì chúng ta có được 250.000 tỷ những hạt giống thiện ở trong cái dòng tâm thiện của chúng ta. Và ngược lại, chúng ta buồn một giây, chúng ta giận một giây, chúng ta tức tối một giây, thì có 250.000 tỷ những cái hạt giống sân, những cái hạt giống xấu, nó nằm trong cái dòng nghiệp đen của chúng ta, nó thêm vào trong đó, nó hoạt động nó cực nhanh như vậy. Cho nên là trong cái đời thường đó, người ta nói nè, phúc bốc trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước á thì khó mà lặp đi lặp lại, nhưng mà họa thì lặp đi lặp lại. Vì trong cái đời sống của chúng ta thì những cái pháp bất thiện đó nó hoạt động nhiều và mạnh hơn pháp thiện. Một cái thí dụ đơn cử để cho quý vị thấy, mấy phút đồng hồ trước khi học mà chúng ta thiền căn bản bằng cách để ý hơi thở ra vô thì chúng ta có thể nào chánh niệm 100% không? Nếu chúng ta không chánh niệm 100% thì có nghĩa là phóng vật đang chiếm lĩnh và nó hiển lộ trong cái hơi thở của chúng ta. Thì như vậy 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ thì những cái pháp bất thiện này nè, nó phát sanh tính từng giây đồng hồ, thì chúng ta đã chứa bao nhiêu tỷ tỷ những cái hạt giống mà nó nằm trong cái dòng kênh nước đen của chúng ta. Tự mình thấy rõ như thế để cho mình mới cố gắng nhận ra được, thì chúng ta mới thấy cái gì lợi ích nhất cho chúng ta. Còn nếu chúng ta đi trong pháp thế gian, chúng ta không hài lòng về cái người hôn phối của mình, không hài lòng về con cái của mình, không hài lòng về cha mẹ của mình, không hài lòng về anh em của mình, không hài lòng về bạn bè của mình, không hài lòng về cái bất cứ những gì mà xảy ra chung quanh mình, hoặc là kể cả một cái xã hội rộng lớn hay cả một cái nhân loại rộng lớn nữa, thì tất cả những cái sự không hài lòng đó chúng ta biết. Và như vậy chúng ta cứ nhân một giây đồng hồ mà chúng ta không hài lòng, hết thứ này sang thứ khác, thì những cái hạt giống bất thiện này đó, nó sẽ làm cho con kênh nước đen của chúng ta đó mỗi lúc nó càng đen hơn, và cái nước đen nó tràn ngập nhiều hơn. Cái đó là cái chúng ta phải hiểu biết để bảo vệ cái tâm của mình. Còn không, chúng ta không biết bảo vệ nữa. Thì thấy là trong khoa học đó, người ta cũng tìm ra cái đơn vị nhỏ nhất là nguyên tử. Sau này thì người ta đang cố gắng tìm để mà coi như còn có cái gì nó nhỏ hơn được nữa. Và cái sự tiến bộ mà ta gọi là đưa đến cái văn minh của xã hội,
nó cũng nằm trong cái chỗ người ta đi đến những cái sự khám phá vi tế nhất, và trong cái cội nguồn của nó, trong cái sát na nhỏ nhất của nó, lạ lùng thai đó, trong cái nguyên tử vậy, trong cái bộ phận nhỏ nhất của tất cả vật chất, khi mà người ta làm bùng vỡ nó ra thì nó tạo ra một cái sức mạnh kinh hoàng. Cái sức mạnh nó nằm trong cái bản thể. Như vậy chúng ta đang đi tìm hạnh phúc, chúng ta đi tìm một cái sức mạnh về tâm linh, thì chúng ta phải thấy điều này để chúng ta biết làm cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Chúng ta nói là thôi giận người ta làm chi, biết nói vậy. Nhưng cái tâm mình đó, nó không phải dễ vậy. Bởi vì khi mà đi vào trong cái hoạt động thuộc về động tốc của nó, thì nó hình thành một cái lực mà sư cô gọi nó là cái con kênh nước đen của nó. Thì cái hoạt động của nó có thể tự nó mà nó làm cho tăng trưởng. Chỉ khi nào mà chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta kiểm soát nó, thì nó mới tạm lắng lại trong 1, 2, 3 sát na mà thôi. Cho nên phải biết để mà ý thức, biết để mà kiểm soát được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Giờ phút nào chúng ta không chánh niệm, giờ phút nào chúng ta thiếu ý thức, giờ phút nào chúng ta thiếu kiểm soát, thì tất cả nó rơi vào trong cái pháp đen. Đó là một cái nguyên tắc của nó mà chúng ta phải nắm. À, bây giờ trước khi quý vị ra chơi thì sư cô giới thiệu về cái quy trình diễn hoạt mà bao nhiêu năm nay đó, là lúc nào cũng treo cái bản quy trình này ở trên đây. Bây giờ chúng ta sẽ sư cô sẽ giới thiệu qua từng phần chút xíu trước khi chúng ta ra chơi. Bây giờ chúng ta có tất cả là cái quy trình tổng quát của nó, hay là cái lộ ngũ này, nó có tất cả là 17 sát na. Một cái lộ mà gọi là lộ ngũ bình nhật, hay là ngộ ngữ môn bình nhật, mà cái cảnh của nó đó là cảnh rất rõ. Thì nó có gồm có 17 sát na. Và như vậy nó chia ra làm 7 chặng. Bây giờ đầu tiên chúng ta có thể hình dung thế này. Trong cái tâm của chúng ta đó, từ cái sau khi mà cái sát na sinh rồi đó, thì cái sát na đây là sát na hộ kiếp đây. Hộ kiếp là nó bảo vệ kiếp sống, thì nó sẽ, cái sát na hữu kiếp này nó sẽ trôi chảy trong suốt cái kiếp sống của mình. Trôi chảy không ngừng, nó cứ thế đi đến đâu nó chảy. Và khi cái hộ kiếp này nó còn gọi là tâm chủ, và nó bắt ba cảnh cận tử. Và công việc của nó là như thế. Và nó cứ trôi chảy, cứ đều đặn trôi chảy. Như vậy lúc nào, bất cứ lúc nào, ở trong tâm của chúng ta cũng thuận một cái dòng hộ kiếp, thuận cái dòng tâm chủ. Và cái cảnh của nó là một trong ba cảnh nó bắt trong giờ cận tử. Đó là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng để đi sinh, bắt suốt luôn. Giờ cận tử cực kỳ quan trọng, là cái cảnh cận tử đó nó chở từ quá khứ đi vào trong kiếp sống mới, và cái quá khứ đó kéo suốt một thời bình nhật cho đến khi chấm dứt. Và khi chấm dứt nơi đây, cận tử nơi đây, nó lại bắt một trong ba cảnh cận tử để nó đưa vào trong cái kiếp sống mới, và nó chảy suốt đây.
khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì. Chữ làm đây nó bao gồm là có cái suy nghĩ, có cái ý khởi lên trong tâm. Có những điều chúng ta nói ra bằng lời nói, có những điều nói thầm ở trong tâm. Và hành động ứng xử. Thì tất cả những cái đó chúng ta đều biết. Đối tượng hay là cái cảnh gì mình nghĩ, điều gì mình nói, cái gì mình hành xử, nó đều khắc ghi trong tâm. Sở hữu tưởng nó ghi nhận hết. Và như vậy để cho đến giờ ra đi, thì cái gì mạnh nhất nó sẽ xuất hiện cho đó. Thì như vậy cái đó nó lại tiếp tục dẫn một cái đời sống mới của chúng ta. Vì vậy nó cứ trôi chảy cho đến khi nào có một cái dấu hiệu gì đó để nó chặn lại. Thí dụ như bình thường chúng ta đi thì mình đi thì cái gì mình cũng thấy, nhưng mà nổi bật trong cái cây cỏ đó có một cái gì đẹp rực rỡ nhô lên. Thì như vậy cái dòng hậu kiếp nó trôi chảy thế này, đến khi chúng ta thấy cái cảnh này chiếu vào. Thì vậy nơi đây đó là khi chúng ta đi chúng ta thấy, thì đây đó là hậu kiếp, dòng hậu kiếp trôi chảy. Khi mà chúng ta thấy đó thì bây giờ nó mới nhá ra cái là chúng ta thấy cái chỗ này, vừa thấy chưa thấy rõ thì nó đi ra, nhưng mà ngay cái chỗ một cái điểm nó nhấn xuống này, tức là đây là cái cảnh mà nó chiếu vào trong cái môn. Môn đây có thể là mắt, môn đây có thể là mũi, môn đây có thể là tai, môn đây có thể là lưỡi, môn đây có thể là thân, chiếu vào đây. Thì cái hộ kiếp mà nó nằm ngay sát với cái chỗ này thì nó gọi là hộ kiếp vừa qua. Còn ngay cái điểm này nó vào đó, nó gọi là hộ kiếp rúng động. Và tiếp theo nữa gọi là cái hộ kiếp dứt dòng. Thì cái hộ kiếp rúng động này nó chính là cái mà coi như là cái cảnh nó chiếu thẳng vào trong môn rồi. Thì nó chiếu lại lần thứ hai, chính là cái hộ kiếp dứt dòng. Đây là rúng động lần thứ hai, để rồi kết thúc cái hoạt động của cái dòng tâm chủ. Thì cái khi đó cảnh này nó chiếm lĩnh. Vậy nó sẽ trải qua hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động và hộ kiếp dứt dập. Chúng ta thấy đây. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dập. Một cái thí dụ thưa cô đưa ra để cho quý vị thấy thế này. Ví dụ một cái xe nó đang lăn bánh 100 km trên đường cao tốc, là cái con đường mà cái xe đó có quyền lăn bánh 100 km không cản trở gì hết. Nhưng giờ có một cái sự cố xảy ra, cho nên một cái người cảnh sát đó, người ta cầm một cái cây mà đằng trước nó có chiếu cái đèn, thì cái người cảnh sát người ta giơ lên vậy để báo cho người tài xế biết rằng đó là cái nơi đây nó có cái sự cố phải ngừng lại. Thì khi mà cái người tài xế đó, vừa trông thấy thì nó gọi là hộ kiếp vừa qua. Nhưng mà khi cái chân mà đạp xuống cái thắng, đạp xuống cái là nó rúng động, rồi kìm lại cái thắng đó để cho cái xe nó ngừng hẳn lại, nó lăn bánh nó ngừng lại, nó gọi là dứt dòng. Vậy hiểu cái chỗ này không? Thì cái dòng hộ kiếp chúng ta nó trôi chảy cũng như là nó đi trên cái đường cao tốc vậy. Hay cái vận tốc nó như thế nào thì nó cứ giữ đều đặn như thế, cho đến khi có một cái cảnh nó chiếu vào cái môn. Thì môn đó có thể là nhãn môn, có thể là dĩ môn, có thể là tỷ môn, có thể là thiệt môn, có thể là thân môn. Khi nó chiếu vào
Thì cái diễn ra của nó là ba cái hậu kiếp. Rồi á, chỗ này là kể như là bắt đầu cái cảnh mới nó nằm đây. Thì chúng ta chia ra, kháng ngũ môn là một chặng, ngũ song thức chặng thứ hai, tiếp thọ chắc thứ ba, quán sát thọ thứ tư, phân đoán thọ thứ năm, động tốc là chặng thứ sáu, và cái tâm mót cuối cùng là chặng thứ bảy. Như vậy, một cái lộ ngũ khi nó cắt qua cái dòng hộ kiếp, tức là dòng tâm chủ, thì nó sẽ có bảy chặng, nó thuộc về tâm khách. Nãy chúng ta nói về cái tâm chủ, thì tất cả những cái phần còn lại đây đó, nó thuộc về tâm khách. Tâm khách này á, là nó bắt cảnh mà không phải cảnh cận tử. Thì hiểu chưa? Cái tâm chủ, tâm hộ kiếp á, thì nó bắt cái cảnh chủ là cái cảnh của một trong ba cảnh cái lúc lâm chung. Nhưng mà tâm khách là cái tâm không bắt ba cảnh đó, mà nó có thể bắt bất cứ cảnh nào trừ ba cảnh đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta nãy đang nói đến á, là nó có tất cả là bảy chặng. Bắt đầu nó tính từ cái chỗ kháng ngũ môn đây. Một chặng á, tức là một cái hoạt động của cái tâm khách. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ của mình rồi đó, thì nó để cho cái người kế tiếp làm việc. Đây, cái thứ nhất là cái kháng ngũ môn này nó làm việc xong rồi, thì nó để cho cái ngũ song thức làm việc. Ngũ song thức làm việc xong thì đến tiếp thọ xong tới quán sát. Tức là mỗi một cái tâm thì nó hoạt động theo cái riêng của nó, theo cái công việc của nó, cái bổn phận của nó. Nó làm xong rồi thì cái việc, thì cái đó gọi là một cái chặng. Tất cả cái hoạt động của cái lộ ngũ mà bình nhật này đây đó, thì nó có tất cả là bảy chặng. Cái tâm động thốc này, vì bảy cái nó giống nhau, cho nên chúng ta xếp nó vào một chặng. Hai cái tâm mót này, hai tâm cuối cùng này đó, thì nó hoạt động cùng một cái mục đích, cùng một cái cảnh, cùng cái đối tượng, cho nên là chúng ta mới là xếp nó vào một cái chặng. Thì như vậy đó, trong cái lộ ngũ bình nhật này thì chúng ta có tất cả là bảy chặng. Và như vậy chúng ta có ba cái tâm chủ, ba cái tâm chủ, còn tất cả còn lại là tâm khách. Như vậy tâm khách thì nó sẽ bắt cái cảnh mới, còn cái tâm chủ thì nó bắt ba cái cảnh lúc lâm chung. Nhớ cái chỗ đó. Hay là nói ngược lại đó, là cái cảnh chủ là cái cảnh nghiệp tướng, cái cảnh thú tướng. Thì ba cái cảnh đó nó làm khởi sanh cái tâm chủ là tâm hộ kiếp. Còn ngoài ra đó thì tất cả những cái cảnh khác nó đều là cái đối tượng của một tâm. Thì những tâm nào nó hoạt động giống nhau thì chúng ta xếp nó vào một chặng. Còn nếu một tâm nó làm phận sự riêng của nó thì chúng ta cho nó một chặng riêng. Vì vậy cái lộ ngũ này nó gồm có 17 sát na và nó chia ra làm 7 chặng. Bây giờ như cái lần trước chúng ta nói là cái kháng ngũ môn này, nó còn có cái tên nữa là hướng ngũ môn. Thì cái tâm này đó là nó là mở ra. Mở ra một cái lộ trình, một lộ trình tâm. Khi chúng ta nói cái kháng ngũ môn này thì có nghĩa là chúng ta đang nói tới đó, gọi là kháng nhãn môn, kháng nhãn môn, kháng nhĩ môn, kháng tỷ môn, kháng thiệp môn, kháng thân môn chẳng hạn vậy. Thì vậy lúc đó là nó mở cửa ra, thì nó gọi là kháng ngũ môn hay là hướng ngũ môn, nó mở cửa ra.
Cái tâm thứ hai là ngủ song thức. Khi nó mở cửa rồi đó thì ngủ song thức là đây, năm cái thức quả bất thiện vô nhân và năm cái thức quả thiện vô nhân, nó tạo thành 10 cái thức. Tức là nó sẽ có nhãn thức bất thiện và nhãn thức thiện, nhĩ thức bất thiện và nhĩ thức thiện, tỷ thức bất thiện và tỷ thức thiện, thiệt thức bất thiện, thiệt thức thiện, rồi thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Đó nó gọi là ngũ song thức. À, cái thứ hai nó phát sanh. Và cái thứ ba là nó tiếp thọ, tức là nó tiếp nhận cái cảnh mà cái khán ngũ môn và ngũ song thức đưa đến. Rồi cái quán sát này đó là nó quan sát cái cảnh mà được đưa tới nó. Và cuối cùng là nó phân tích và phán đoán cái cảnh đó để nó đưa đến một cái quyết định là nó sẽ xử lý cái cảnh đó ra sao. Và sau khi nó xử lý cái cảnh đó hay là nó tạo tác ra, gọi là cái tâm tạo tác, nó tạo tác ra rồi cuối cùng đó là nó làm cho cái công việc của nó được hoàn chỉnh. Thì bây giờ chúng ta nói lại một cách khác, chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Thì trong chú giải có một cái thí dụ thế này. Trong chú giải có nói đến một người nằm ngủ. Cái người nằm ngủ này đó chính là dòng hộ kiếp. Dòng hộ kiếp đó là cái người đang nằm ngủ. Bây giờ khi mà nằm ngủ như vậy đó thì người này mới là người này nằm ngủ, mà nằm ngủ dưới cái gốc cây xoài. Thì khi nằm ngủ dưới gốc cây xoài đó thì người này nghe cái trái xoài nó rụng xuống. Và khi nghe cái trái xoài rụng xuống thì người này mới tỉnh giấc ra, mới ngó để tìm. Thì trông thấy cái trái xoài, và cầm cái trái xoài đó lên, thấy đây là cái trái xoài chín, không có hư. Thì thấy trái xoài chín không có hư thì ăn, ăn được cho nên ăn. Ăn rồi đó là cạp hột, rồi nó dính mồm mép cho nên liếm liếm mép liếm mồm, rồi chấp chấp rồi nuốt cho xong rồi đó là đầy bụng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cái câu chuyện vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần để chúng ta thấy những cái chặng đường. Thứ nhất là cái người nằm ngủ này là cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy thôi. Bây giờ khi mà nghe một cái tiếng rụng, quý vị thấy cái tiếng động này nó cắt ngang. Cái thứ hai đó là nghe cái tiếng xoài rụng, tức là xoài rụng. Thì cái này là cái kháng, kháng ngũ môn đây, mà đây đó là kháng nhĩ môn. Dùng chữ ngũ môn nhưng mà đây để chữ nhĩ môn. Cái tai của người này đó là nghe cái tiếng xoài rụng, xoài rụng, cái xoài rụng, xin lỗi, đi xa quá. Cái xoài rụng này đó là tính là cái hộ kiếp vừa qua. Bây giờ nghe cái tiếng động. Tiếng động tức là tiếng xoài rụng á. Thì nó là hộ kiếp rúng động. Rồi đó là coi như là cái lúc người này đó thức giấc. Thì nó là hộ kiếp giết giật.
Bây giờ nó mới bắt đầu một cái dòng tâm thức mới đây. Đây, một kiếp giết dòng. Bây giờ chúng ta tới một cái phần kế tiếp nữa, là cái phần nó gọi là kháng ngũ môn. Thì cái lúc đó đó, người này mới nhìn. Nhìn về cái hướng mà xoài rụng đó. Thì đó chính là kháng ngũ môn, hay rõ hơn nó là nhãn môn. Nó là nhãn môn. Nhìn về hướng cái trái xoài rụng đó thì thấy cái trái xoài. Thấy cái trái xoài đã rụng. Thấy cái trái xoài đã rụng đó thì nó có nghĩa là nhãn thức. Tức là khi đó là thức phát sanh. Nhãn thức là thức phát sanh. Rồi thấy cái trái xoài rồi đó thì người này mới đến để nhặt cái trái xoài lên. Đó là lụm xoài đó, nhặt xoài lên. Nhặt quả xoài. Thì nó sẽ tới cái phần nó gọi là tiếp thọ hay là tiếp thu. Tiếp thọ hay là tiếp thu gì cũng được. Rồi bây giờ đó, là nhặt cái trái xoài lên rồi cầm cái trái xoài để mà lật tới lật lui để xem xét. Xem xét quả xoài. Thì đó là tâm quán sát. Xem xét cái quả xoài đó là tâm quán sát. Khi mà xem xét á thì thấy cái quả xoài này nó là xoài chín, không có hư thối gì hết, thì nó chính là cái tâm phân đoán. Biết là xoài chín không hư, là mình phân tích phán đoán vậy á, đó là tâm phân đoán. Sau khi thấy nó xoài chín không hư rồi, rồi bắt đầu mới ăn cái xoài. Như vậy động tốt là ăn xoài. Sáu là ăn xoài. Ăn quả xoài. Thì cái ăn quả xoài này đó là chính là động tốt. Cái chặng của động tốt. Chặng của tạo tác. Chặng nó tốc thành. Rồi tới cái số 7 đó. Ăn xong thì còn liếm mép. Liếm mép. Thì đó gọi là tâm mót. Nó là tất cả là 7 chặng đường. Thì cái đó là một cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung ra được đó. 7 cái chặng đường của cái lộ ngũ. Bây giờ sư cô đưa một cái ví dụ mà trước nay vẫn đưa, để chúng ta có thể bám vào cái ví dụ đó mà chúng ta nhớ. Bây giờ có một cái người đó đến một cái công ty để đi xin việc làm. Thì có nhiều người đến chứ không phải một người. Thì khi cái người đó vừa bước chân vô tới cái công ty đó, thì
Tới đó khoảng ở cái cửa chính độ khoảng 1 mét thì cái cửa tự động mở ra. Như vậy cái người đó đi từ ngoài vô trong, thì cái đi đó, đi từ nhà mình tới đó, đi thế nào không biết, đó là cái dòng hộ kiếp. Thì khi mà tới cái cửa đó thì cái cửa đó mở ra, thì nó chính là cái tâm kháng ngũ môn mở cửa ra. Vì nó tự động mà. Thì khi cái người đó mở cửa ra đó thì người này đó là bước vào trong. Bước vào trong thì cái lúc đó là cái lúc mà cái nhãn thức nó phát sanh. Nhãn thức nó phát sanh. Thì cái cảnh nè, nó đi vào trong, nó chiếu thẳng vào cái nhãn môn này. Và cái hai bên đó nó thấy nhau, nó đi qua đi lại vậy. Thì nó chính là cái xúc. Cái xúc ở mức độ vừa đủ thì cái nhãn thức nó phát sanh. Như vậy cái người này đó bước tới cái cổng chánh độ 1 mét thì cái cổng tự động mở ra, thì nó chính là kháng ngũ môn. Khi mà bước chân vào thì có nghĩa là người trong cũng thấy mà người ngoài cũng thấy. Ai cũng thấy nhau hết, thì như vậy thức nó phát sanh. Thì khi cái người này vào đó, thì cái công ty này nó có một cái quy định như thế này, là để tiếp á, thì nó quy định thế này là nó có hai người tiếp tân. Một người thì mặc một com lê trắng, một người tiếp tân thứ hai mặc cái com lê đen. Và cái quy định của cái công ty này đó là cái người mặc cái com lê trắng nó sẽ tiếp những cái người khách nào mà mặc những cái bộ quần áo sáng, có màu sáng. Còn những cái người nào, khách nào mà mặc cái bộ đồ mà có cái màu tối đó, thì cái ông mặc côm tê đen tiếp. Như vậy cái tiếp thu này á, nó có hai. Như chúng ta học ở bên này chúng ta thấy là nó có hai. Tâm tiếp thu nó có hai. Một cái á, là bất thiện, một cái thiện. Cái bất thiện là bộ côm tê đen, còn cái thiện là bộ côm tê trắng. Như vậy khi cái người khách này bước vào, tức là cái cảnh hay là cái quả nó đi vào, thì cái thức nó khởi sanh lên đó, nó cũng có thiện và bất thiện. Vì vậy cái người mà ngồi trong phòng đó, cái ông tiếp tân mà màu đen đó, là ông nhìn ra ông thấy cái ông này mặc cái bộ đồ tối tối cho nên ông ra ăn tiếp. Bởi vì thức nó cũng có thức bất thiện và thức thiện nó phát sanh. Còn nếu như mà cái người khách bước vô là màu trắng, thấy nhau hết mà, người ngoài thấy người trong thấy người ngoài, thì cái ông là mặc com lê trắng ra tiếp cái người. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái thức bất thiện này khởi lên thì tiếp thu nó cũng bất thiện, mà nếu như thức này thiện thì tiếp thọ cũng thiện luôn. Nó đi một về như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy thế này, sau khi mà cái tất cả mọi người đều thấy mà ông tiếp thọ ông thấy, thì ông ra mới dẫn, ông ra ông tiếp dẫn cái người khách đó. Thì hả, người thiện thì tiếp bằng tâm thiện, mà người bất thiện tiếp bằng tâm bất thiện. Tức là quả thiện thì có tiếp thu thiện, tiếp nhận. Mà quả bất thiện thì có tiếp thu bất thiện, tiếp nhận. Rồi tiếp tới nữa là tới cái tâm quán sát. Tức là cái người mà tiếp nhận nè mới đưa vô một cái phòng. Cái phòng này đó là dành cho một cái người mà người ta tiếp nhận cái người khách để người ta coi hồ sơ, người ta đánh giá. À, người ta coi coi như thế nào. Thì mới đưa vào đây. Thì đưa vào đây đó là cái cách làm việc á. Nếu như đây là bất thiện thì nó sẽ vô chỗ quán sát bất thiện. Mà nếu như pháp thiện thì nó sẽ vô quán sát thiện. Tức là trắng đi theo trắng, đen thì ra đen. Như vậy cả một cái chùm. Sau cái kháng ngũ môn này rồi, hãy ngủ xong thức thiện thì tiếp thu quán sát thiện. Nếu ngủ xong thức bất thiện thì tiếp thu quán sát bất thiện. Nhưng mà tới đây, cái tâm phân đoán này đó, nó thuộc về duy tá.
Cái di toát này nó không phải của một bậc thánh, nhưng mà dùng cái chữ di toát là vì lý do thế này, là cái tâm di toát này đó là nó chỉ làm việc mà nó không có tạo nghiệp. Nó không có tạo bất cứ một cái quả nào hết á, nó làm việc là làm việc có thế thôi. Thì cái này á, nó phân tích và thắng đó. Tức là sau khi cái người này quan sát xong đó, tức là sắp xếp hồ sơ xong thì đưa lại cho cái ông. Cái ông này là trưởng phòng nè. Ông này sẽ có quyết định á, là sẽ chọn lựa cái người này đó làm cái gì hay không làm cái gì. Thì sau khi là quyết định cho cái cảnh này đó là phải ứng xử với người này ra sao, thì lập tức đây là cái phần ứng xử. Thì cái chỗ này nó là di tác, thì nó không có thiện cũng không có bất thiện, nó trung tính ở chỗ này. Thì khi mà cái phân tích thắng đoán tới đây thì nó có thể là động tốc thiện, có thể là động tốc bất thiện, tùy theo cái này. Và như nhiều lần sư cô cũng có giảng đó, là khi cái di tác này đó, khi nó phối hợp đó, thì đây nó chính là cái kháng ý môn. Hồi nãy đây là kháng ngũ môn, và đây là kháng ý môn. Và kháng ý môn này đó, thì cái ý môn của nó đó, nó chiếu vào trong cái ý môn này. Thì cái ý môn này đó, nó lại là hộ kiếp. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta nói thích hay không thích, chúng ta nói đúng hay sai, chúng ta nói tốt hay xấu, chúng ta nói nên làm hay không nên làm, chúng ta nói việc này đó là cái việc mà coi như là nó thuộc nằm vào cái quan niệm của tôi hay không thuộc vào quan niệm của tôi, thì tất cả nó đều nằm vào đây hết. Thì những cái này nó đều câu thông về quá khứ. Vì cái hậu kiếp này á, là khi chúng ta đi tái sanh, chúng ta tái sanh bằng các cái tâm quả đây. Chúng ta tái sanh bằng các cái tâm quả đây. Người dục giới tái sanh, còn tái sanh. Thì như vậy, những cái gì mà để khởi đầu cho cái hiện tại thì chúng ta đều nối kết với quá khứ hết. Thì tới đây, đây là cái hành, cái hiện tại để cho chúng ta ứng xử đây. Và cái tâm này nó gọi là cái tâm tạo tác, hay là gọi là tác hành tâm, còn gọi là tâm động tốc. Cái tác hành tâm hay tâm động tốc này đó là cái tâm mà khi nó hoạt động đó, thì cái đặc điểm của nó là nó gieo xuống cái hạt giống, nó để lại những cái chủng tử của nó, thì nó tạo nghiệp, tạo ra nghiệp thiện hoặc tạo ra nghiệp bất thiện. Đó là cái hoạt động của nó. Và hai cái phần này nó cũng thuộc về cái tâm quả. Cái tâm mốt này đó là nó gồm có như vậy là ba cái tâm quán sát thuộc về quả, và tám cái tâm quả thiện dục giới đây. Ba tâm quán sát nằm đây, hai cái thọ xả, một cái thọ hỷ, đây nó nằm đây, nó nằm trong cái chỗ tâm quả mà thuộc về tâm mốt đây, ba tâm quán sát đây, và đây là tám tâm quả thiện đây, nó là tâm quả. Đấy, con đường đi đây. Rồi bây giờ sư cô lại trở lại cái lộ trình này để giảng tiếp. Bây giờ chúng ta bỏ ba cái phần hậu kiếp này chúng ta nói rồi, chúng ta đi chặng đường thứ nhất là cái kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn đây là chặng một. Chặng một. Bây giờ chặng thứ hai thì chúng ta có ngũ song thức. Đây là chặng thứ ba. Chúng ta có tiếp thọ. Chặng thứ tư
thì chúng ta có quan sát. Dạng thứ năm, chúng ta có phân đoán. Và cái chặng kế tiếp là Javana. Một, hai, động tốc. Ba, động tốc. Bốn, động tốc. Năm, động tốc. Sáu, động tốc. Bảy, nguyên một cái chùm đó nói đây. Nguyên cái chùm động tốc của nó đấy. Và cuối cùng thì chúng ta có hai cái tầm mót. Và đây thì cái hộ kiếp tiếp theo. Đây, hộ kiếp tiếp theo. Đây, hộ kiếp tiếp theo. Như vậy trước đây cũng là hộ kiếp. Vậy chúng ta nhìn nha. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp nhất đền. Thì tất cả cái dòng hộ kiếp này, dòng hộ kiếp này, thì chúng ta đều biết rằng đây là cái quả của tiền kiếp. Và như vậy nó thuộc về quá khứ. Thuộc về quá khứ. Cái kháng ngũ môn này thì như chúng ta nhìn đây, cái kháng ngũ môn này nó thuộc về di thức, nó thuộc về di tạng. Di tạng thì nó chỉ hoạt động thôi, nó vô thưởng vô phạt. Và cái này nó cũng là di tạng. Hai cái di tạng này chúng ta để hoàn bền, việc nó hoạt động thôi, không nói đến hiện tại quá khứ gì hết, chỉ di tạc thôi. Nhưng mà nãy thì cô có nói đó là cái tâm quả này đây, thì cái ngũ song thức này cũng là quả, tiếp thu này cũng quả, quan sát này cũng quả. Và quả này nó có quả thiện và có quả ác, tức là quả bất thiện. Và cái này như chúng ta biết nó cũng thuộc về quá khứ. Và cái động tốc này, ở cái khu động tốc này, nó chính là hiện tại. Những cái tâm mót này nó đều là tâm quả. Quả. Cho nên nó thuộc về quá khứ. Hộ kiếp này nó cũng là quá khứ. Bây giờ chúng ta xem xét cái hiện tại này. Cái hiện tại của cái động tốc này, thì cái động tốc này đó, nó có hai cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp tốt và dòng nghiệp xấu ác, là hai cái dòng nghiệp nó đã có sẵn. Hai dòng nghiệp nó có sẵn. Và như nãy thì cô có nói là trong cái phân đoán này đó, là nó gắn vào trong cái hộ kiếp, gắn vào trong cái ý môn. Thành ra đó là cái hiện tại này đó, từ trong cái hộ kiếp này đi, nó đã có hai phần, một cái phần thiện và một cái phần bất thiện. Phần bất thiện đây, đi từ đây. Phần thiện đây, phần thiện đây. Như vậy cái hiện tại này nè,
cái động tốc này nè, nó là cái hiện tại để mà nó làm giàu cho cái dòng nghiệp thiện, hoặc là nó làm cho dòng nghiệp ác được tăng trưởng này. Thì thấy rõ vậy. Vậy chúng ta đếm nhé. Hồi kiếp này thuộc về quá khứ. Hai cái duy tác này không tính thời gian. Ba cái này, ba cái tâm quả này, nó thuộc về ngũ song thức, nó thuộc về tiếp thu, thuộc về quán sát, nó là tâm quả thuộc về quá khứ. Bây giờ tới cái phần hiện tại này, là phần hiện tại này để làm giàu cho cái dòng nghiệp thiện, hoặc là tăng trưởng cái dòng nghiệp bất thiện, thì nó vẫn dính tới cái đã có rồi, cái quá khứ rồi. Và bây giờ hai cái tâm mốt này nó thuộc về cái tâm quả, như nãy có nói rồi đó, thì nó cũng thuộc về quá khứ. Và đây, dòng hồi kiếp này là quá khứ. Vậy khi mà chúng ta kết luận rằng cái đời sống hiện tại của chúng ta đây là chúng ta đang tiếp nối cái quá khứ, hay là từ cái quá khứ nó đang soi bóng trong cái hiện tại. Hiện tại này chính là cái bóng của quá khứ. Cho nên những cái gì chúng ta mang nặng trong lòng của chúng ta, những cái tập khí, những cái thói quen, những cái sở thích, những cái thị hiếu, những cái khẩu vị, vân vân, tất cả những cái đó đều là nó đã có trong cái dòng nghiệp trôi chảy nhiều đời nhiều kiếp, cho tới bây giờ nó vẫn hiện diện đây. Như vậy tiền kiếp đã có mặt từ trong những cái tế bào của cơ thể, từ trong cái hơi thở của chúng ta, tất cả những cái hoạt động thuộc về sắc pháp này mà có phối hợp với tâm pháp đều là quá khứ hiện hình. Và những cái gì mà mới mà nó hoạt động đây á, thì chúng ta thấy từ cái chỗ mà cái tâm phân đoán này nó dẫn nối kết vào trong cái hậu kiếp. Thành ra hiện tại đây chỉ là nối dài cái quá khứ mà thôi. Hay là hiện tại đây là để chồng chất lên quá khứ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ những cái tập khí tốt cũng như những cái tập khí xấu chi phối, ảnh hưởng cái đời sống hiện tại chúng ta cực kỳ lớn. Cho nên nhiều lần khi sư cô giảng mà không có giải thích đó, thì cô nói rằng nếu mình muốn biết về mình, hãy coi cái thói quen của mình. Tất cả các thói quen tốt cũng như thói quen xấu, hãy coi tất cả những cái gì phải thuộc về sở thích của mình, thuộc về cái thị hiếu của mình, thuộc về cái khẩu vị của mình, thuộc về cái khuynh hướng của mình, thì tất cả đó là cái hiện diện của một cái đời sống từ tiền kiếp nó có mặt trong cái hiện kiếp này. Cho nên mình không có thể nào mà mình trách được là con người ta đó sống như vậy á, nó bị cái quá khứ nó chi phối rất là nhiều. Chúng ta nghe Trần Thế Sương làm cái bài thơ ngắn nói về sông lấp. Sông kia rài đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm đêm tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Cái sông nó đã lấp lại rồi, cái đời sống nó đã bình ổn rồi, các nhà các cửa trồng ngô trồng khoai, nó làm nên một cái đời sống bình yên ổn định rồi. Nhưng mà những người sống trên cái vùng đất mà trước đây có con sông đó, bây giờ nó được đắp lại rồi, nó đem lại cái lợi lạc cho cái xóm làng đó, thì cái người trên đó vẫn thao thức về quá khứ. Đêm đêm tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Vì thấy người ta nghiêng về cái quá khứ, nó vẫn làm cái nỗi nhớ nhung, cái khuynh hướng đi về quá khứ. Và nhiều lần sư cô giảng thế này, cái nỗi đau khổ của một chúng sinh được làm người khi chết mà phải ở trong bốn cái cảnh khổ đó, là người ta bị chìm trong cái quá khứ, nhất là cái quá khứ đau khổ, thoát ra không có được. Cái đó là cái bi ai nhất, cái đó là cái thống thiết nhất
mà không biết đến bao giờ mới có thể siêu thoát được. Cho nên khi chúng ta còn sống trong một cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta thấy rõ cái quá khứ chúng ta đã chở nặng từ trong cái thân xác của chúng ta cho đến những cái hoạt động tâm thức của chúng ta. Chúng ta chở nặng, in hình một cái quá khứ vậy. Thì chúng ta luôn luôn nghiêng về cái quá khứ rất là nhiều. Ngồi không vậy chứ những chuyện quá khứ nó chạy lại. Nó bắt nhớ lại. Nó nghiêng hẳn như vậy để thấy rõ. Để thấy rõ tại sao Đức Phật dạy mình là phải chánh niệm, phải sống trong hiện tại. Còn nếu không, cái khuynh hướng nó lâu trở về. Chúng ta nghe một cái người làm thơ khác nói: mùa xuân dai dẳng trong trời xám, nỗi nhớ dường như cũng đậm màu. Phải chi thấy lại vườn rau cũ, lòng chắc xanh như những lá trầu. Chúng ta nghe lại câu thứ nhất: mùa xuân dai dẳng trong trời xám. Mùa xuân là tượng trưng cho sức sống, cho niềm vui. Nhưng mà tại sao nó lại vùi trong cái trời xám? Cái mùa xuân như vậy mà nó vẫn vùi trong cái nỗi buồn dai dẳng không có dứt được. Có phải chăng hiện tại bây giờ người ta đang hưởng một cái hạnh phúc, nhưng người ta vẫn chạnh lòng nhớ tới cái cảnh xưa? Vì thấy có những người thấy người ta cầm một cái món ăn ngon lên, người ta vừa ngậm vào trong miệng mà nước mắt người ta rơi xuống. Tại vì cái món ăn ngon ăn ngày hôm nay chạnh nhớ lại cái khi cha mẹ mình còn nó nghèo khổ, muốn có một cái miếng ăn này đó để cả nhà cùng hưởng một chút thì không có được. Bây giờ cha mẹ không còn mà cái món này mình ăn hoài, ăn thừa thải nay đổi món này món khác, cho nên á đặt vào trong miệng cái món ăn ngon như vậy mà nước mắt chảy xuống nuốt không có dứt. Mùa xuân dai dẳng trong trời xám. Có những người bị bệnh nhớ quê hương thì bây giờ cái đời sống vật chất đầy đủ, những gì cần phải thành công trong đời sống thì người ta tạm gọi là đã có thành công rồi, nhưng vẫn dai dẳng một cái nỗi buồn, một cái khoảng trống không có khỏa lấp được. Một cái gì nó đã sụp đổ rồi, một cái gì nó đã mất mát rồi mà người ta không có hóa giải được, người ta tạm để quên đi, để lắng lại, nhưng nó trở thành một cái nỗi đau kéo dài, nó dai dẳng không dứt, cho nên hưởng không nổi một cái niềm vui. Thế người ta không còn có thể khóc được thì có nghĩa là người ta khô cái dòng nước mắt. Thế người ta không có thể khóc nữa thì có nghĩa là những cái giọt nước mắt đó nó đã hóa thành cát, nó hóa thành đá, nó hóa thành sỏi, nó hóa thành một cái tảng đá chai lì nặng nề ở trong tâm. Và nó chính là gì? Nó chính là một cái nỗi bất mãn ngấm ngầm, một cái sự đau khổ ngấm ngầm, một sự thất vọng ngấm ngầm, một sự bất lực ngấm ngầm. Và đó là cái tâm sân mà người ta bất lực, cho nên năm tháng đi qua làm cho người ta như vô cảm trong cuộc đời, tiếp nhận cái gì mới, cái gì tốt đó, nhưng mà trong lòng nó vẫn có một cái gì thiếu thốn, nó có một cái gì chịu nặng ở trong đó. Bởi vì quá khứ nó đã in hình, nó đã đè nặng lên cái đời sống hiện tại này mà chúng ta nhận không ra. Mùa xuân dai dẳng trong trời xám, nỗi nhớ dường như cũng đậm màu. Mỗi ngày, mỗi lúc mà nhớ lại, hình như cái nỗi nhớ sâu đậm hơn. Mình tưởng đã quên rồi, tưởng là đã phôi phai rồi, nhưng mà không phải vậy. Nó cứ kéo dài, nó như một cái nỗi ám ảnh không có phai được. Và càng lúc nó càng màu sắc, nó càng đậm hơn, rõ nét hơn, chứ không có phai đâu. Vì cái tưởng chúng ta đó, mỗi lần nhớ lại nó tô thêm một cái sắc thái của nó,
mỗi lần nhớ lại nó tô thêm một cái sắc thái đó, cho nên nỗi nhớ dường như cũng đậm màu. Phải chi thấy lại vườn rau củ, lòng chắc xanh như những lá trầu. Những cái lá trầu này thì nó xanh mướt, nó mềm mại, nó mượt mà. Phải chi thấy lại vườn rau củ. Cái vườn rau bây giờ nó cũng xanh mướt mà, nó cũng mượt mà. Nhưng vẫn vùi trong cái màu xám, để mà mong muốn nhớ lại cái vườn rau củ. Chỉ có vườn rau củ mới làm sống lại những cái cảm xúc của mình, mới làm cho cái sự sống này lung linh lên. Cái sự sống này nó có phả vào đó một cái sức sống thật sự. Còn tất cả hình như đã nguội lạnh, đã chai rồi. Thì như vậy để thấy những cái cảm thọ của chúng ta nó cũng nghiêng về quá khứ. Hồi còn nhỏ tại sao ăn cái món đó nó ngon quá. Bây giờ mình có thể mua 100 lần như vậy ăn một cách rất là dễ dàng, nhưng không tìm lại được cảm thọ của nó. Nó đã thành một cái ấn tượng, nó đã nghiêng về một cái quá khứ. Chúng ta nghe Quách Tấn nói trong cái bài Còn Nghe: hừng đông nối bóng trăng tà, tiếng chim mát mẻ màu hoa ngọt ngào, duyên trần đã tịnh chim bao, còn nghe bước sóng ra vào bến xưa. Hừng đông nối bóng trăng tà, tức là hôm nay là buổi mai thì lại là trăng mọc rồi lại tà, tức là ngày lại ngày, đêm lại đêm, ngày tối tiếp ngày, đêm nối tiếp đêm. Cái cuộc sống vẫn đi qua như vậy. Và ta nghe câu thứ hai: tiếng chim mát mẻ màu hoa ngọt ngào. Đời sống hạnh phúc mà, an lạc mà, vui vẻ mà, không có gì phải lo âu, không có cái gì bất an cả, đang hạnh phúc mà. Duyên trần đã tỉnh chim bao, tất cả những cái cảnh đời như mộng đó, bây giờ đã tỉnh mộng, tỉnh ra rồi, không còn như xưa nữa để đau khổ nữa. Nhưng mà tại sao còn nghe bước sóng ra vào bến xưa? Tưởng mình đang hạnh phúc, tưởng mình đang an vui, tưởng mình tỉnh ngộ ra thấy tất cả, nhưng mà lắng lòng xuống vẫn xôn xao những cái bước chân đi về quá khứ. Cái sóng lòng nó vẫn trào lên những cái ngọn gọi là những cái ba đầu của cái thời quá khứ, nó vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đây. Như vậy chúng ta thấy quá khứ in hình trong cái đời sống hiện tại rất là nhiều. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sao? Ngay đây, ngay cái động tác đây, chúng ta nghĩ cái gì, chúng ta nói gì, chúng ta làm gì phải ý thức. Cái chánh niệm đó, cái ý thức đó, cái kiểm soát đó chính là cuộc sống mới. Và chính như vậy đó, chúng ta mới thoát ra khỏi cái quá khứ. Đó là một cái thời gian về tâm lý mạnh mẽ, đã coi như là nó chiếm lĩnh hết trong cái hoạt động về tâm thức của chúng ta. Bây giờ làm thế nào chúng ta có thể thoát ra được? Chúng ta chỉ có thể thoát khi chúng ta ý thức, chúng ta kiểm soát, chúng ta chánh niệm nó thì chúng ta thoát. Còn không, chúng ta bị quyến vào. Và cái đời sống hiện tại này, những cái gì mà cái dòng sông nó chở từ thượng nguồn vào mỗi một cái khúc sông đó, là cái sông này nó lại tiếp nhận. Khi thì lá, khi thì hoa, khi thì củi khô, khi là những cái con vật chết, khi là những cái đồ thối rữa người ta bỏ xuống, và nó vẫn chở đi. Khúc sông này qua khúc sông khác, mỗi lúc nó chỉ tăng lên chứ nó không có giảm. Và biết bao giờ thì cái dòng sông này nó mới trong lại. Phải có cái cách lọc nó, phải có cái cách đưa những cái xác chết đi vào bờ, những cái thối rữa đó phải đưa vào bờ. Đó chính là chánh niệm, là tỉnh giác, là ý thức, là kiểm soát. Còn nếu không, bập bềnh trên cái dòng sóng đó, chúng ta chỉ chở nặng cái quá khứ, và chở nặng những cái đau khổ, chở nặng những cái thao thức. Và càng ngày đó chúng ta bị đè bẹp trong cái cuộc sống này,
Rồi khi chúng ta không đủ lực, không đủ sức, không đủ cái thấy để vươn lên thì chúng ta bị chìm xuống trong cái dòng quá khứ này, để rơi vào trong cái đau khổ, rơi vào trong cái bế tắc. Và chính ta đây phải quyết định sai lầm để đưa mình từ bế tắc này đến bế tắc khác. Đó là cái con đường luân hồi thoái đọa của tất cả những chúng sinh mà không có sáng suốt để mà đưa mình ra khỏi cái quá khứ. Bài học ngày hôm nay đó, để cho chúng ta suy gẫm lại, để chúng ta xem xét có phải trong tâm của chúng ta đó, cái quá khứ hiện hình rất nhiều không? Tất cả những cái hoạt động của chúng ta đây có phải là bị chi phối bởi cái bản năng, bởi cái khuynh hướng, bởi cái tính tình chúng ta hay không? Hãy quan sát chỉ bao nhiêu đó mà thôi thì trí tuệ tâm linh của chúng ta phát sanh. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sanh trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.